Thái tử Trọng Tuấn đại nghịch bất đạo, khởi binh mưu phản làm loạn, giết chết Lương Dương Võ Tam Tư, phò mã Võ Sùng Quân, lệnh khởi binh đánh vào hoàng cung. May mà có Lưu Cảnh Nhân tướng quân hộ giá, dẹp yên bạo loạn. Trọng Tuấn chỉ là quân ưu hợp, không đáng tấn công, cuối cùng đã tự dẫn mà chết. Trọng Tuấn y hồ chỉ là vũ hợp chi trọng, bù khăn y chi, cuối cùng vì tội tự tài. Trọng Tuấn đã chết. Trẫm thật sự rất đau lòng. Nhưng Dương Tử phạm pháp, cũng trị tội như dân thường. Thái tử dù chết cũng chưa hết tội, nhưng sau lưng hắn nhất định sẽ có loạn thần tặc tử thao túng dẫn dối bậy, nên thái tử mới hành xử như vậy. Để bảo vệ an nguy cho xã tắc đại đường, phải tiêu diệt sạch lũ phản địch này. Dương đại nhân, có thần. Ngươi là hình bộ thị lang, chuyện truy tìm dư đảng có tiến triển gì chưa? Bẩm hoàng hậu nương nương, sau nhiều ngày truy tìm, di thần đã truy bắt được nhiều tên loạn đảng nhốt vào thiên gia. Ngoài thái tử và Liêu Dương, Dương Lý Đa Ngộ, bọn lãnh đảng còn có Đô Quý Lạc Dương, Thành Dương Lý Thiên Lý, Vũ Lâm tướng quân Du Lâm Triệu, Ngọc Chú và Ký Chi, Yu Lin Giang Quân, Yu Lin Zhao, và Yu Zhu Ji Zhi đồng nhân. Có tìm được danh sách dư đảng không? Có à? Nói mau. Dư đảng còn có Từ Lập Sơn, Di Dạng Siêu, Lương Vũ Phong. Được, làm tốt lắm. Hoàng thượng, để tránh đêm dài lắm mộng, để tránh có thêm kẻ mưu đồ bất chính, thần thiếp kiến nghị nên tử hình tất cả bọn loạn đảng ngay lập tức. Bẩm hoàng hậu đương đương, nếu lập tức xử tử chúng, e rằng sẽ ảnh hưởng tới việc điều tra. Sự việc rất nghiêm trọng, thần tin rằng đằng sau vẫn còn liên can tới nhiều người khác, nên dây thần cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể lơ là. Thần nhất định sẽ tiếp tục điều tra, quyết không làm ẩu. Đây là điều đương nhiên. Giết một để khuyên giải trăm người, cảnh cáo kẻ nào muốn học theo để lập lại uy nghiêm cho đại đường. Hoàng thượng, Dương đại nhân có công truy tìm, theo lý nên có thưởng. Vị trí hình bộ thượng thư giờ vẫn đang trống. Theo thần thiếp, hãy thăng chức cho Dương đại nhân làm hình bộ thượng thư. Làm vậy cũng hợp lý. Được, từ hôm nay ngươi hãy tiếp quản chức hình bộ thượng thư, thay cho Võ Tam Tư không ai bị hại. Đa tạ lòng ân của hoàng thượng. Dương đại nhân, ngươi phải tiếp tục điều tra cho ta. Bọn loạn đảng đó thần nhất định sẽ nhanh chóng truy bắt bọn chúng về quy án, trừng trị theo pháp luật, giết một để khuyên giải trăm người, cảnh cáo kẻ nào muốn học theo. Được. Hôm nay ông ta lại bỏ qua cho Thái Bình và cha con Long Cơ, e rằng sẽ là thả hổ về rừng, hậu quả vô cùng. Sao mẫu hậu không truy cứu tiếp? Con gái à, con gái, cái tên Từ Lập Sơn là thuộc hạ cũ của thúc thúc con, tên Di Dạng Siêu kia lại là con nuôi của dì con, còn tên Lương Vũ Phong tuy chỉ là lão hủ nho nhưng lại là cố hữu của tổ phụ con. Những tên này tính đi tính lại ít nhiều thì cũng có quan hệ với dì gia chúng ta. Ý mẫu hậu là có người cũng giống chúng ta, trách tâm là dùng chuyện này để kéo chúng ta chết theo. E rằng nếu điều tra tiếp sẽ không chỉ có từng đây người. Hiện giờ nếu không phải Thái Bình cô cô thì cha con Bác Quảng Thúc đã bị bà ta lôi kéo rồi, sau đó sẽ đối phó với chúng ta mất. Cho nên ta đành phải tạm thời nhẫn nhục.
ta đã tuột mất một cơ hội tốt để diệt trừ bọn chúng. Lần này ta quả thật đánh giá thấp bọn chúng. Chuyện đến nước này, thế trận đã ngã ngũ, cũng hết cách rồi. Nghĩ hơn rồi bàn sao vậy? Chuyện cấp bách hiện giờ là vị trí thái tử vẫn đang bỏ trống, phải mau chóng điều phục phụ hoàng, lập con làm hoàng thái nữ. Như thế sẽ có lợi cho chúng ta khi đối phó với cô và bác Hoàng Thúc. Xiao Ma, cảm ơn. Tiểu Mã, cảm ơn huynh. Cô làm vậy là có ý gì? Tôi giúp tỷ muội cô đâu chỉ một hai lần. Cô biết trước giờ tôi không thích làm thứ này. Chính vì không chỉ một lần hai lần, tỷ muội chúng tôi đều cần nhiều ân huệ của huynh. Cái này cũng không phải là thứ quý đáng giá. Huynh hãy giận đi. Được thôi. Mộng Phú biết thái tử tử rồi, Mạnh Phù đã biết tin thái tử qua đời, cô ấy thế nào rồi? Con bé không sao. Nhưng tôi cảm thấy bụi ấy cố gắng kiên cường trước mặt tôi. Thái tử chết không rõ nguyên nhân, bụi ấy còn đang mang thai cốt nhục của thái tử. Tiểu Mã, Tiểu Mã, Lục Công Công, Mạnh Phàm cũng ở đây à? Tiểu Mã, mau thay ta tới thượng cục diện. Tôi không tới đó đâu. Người ấy đó xấu tính lắm. Lần trước còn cho thuốc sổ vào trà của tôi. Tôi đã đi ra ngoài những ba ngày. Tôi không đi, không đi đâu. Người thật là nói lung tung. Tiệp Như Nương Nương khó chịu trong người, mau tìm Trương Ngự Y đến tự đoán cho Tiệp Như Nương Nương. Không phải Tiệp Như Nương Nương luôn có Lưu Ngự Y bên cạnh sao? Lưu Ngự Y chết rồi. Nghe nói là uống thuốc độc mà chết. Nhưng đang sống khỏe mạnh như thế, sao lại thành ra thế này? Lưu Ngự Y và thái tử có quan hệ thân thiết, có lẽ do thái tử tạo phản. Ông ta sợ bị liên lụy nên uống thuốc độc tự sát thôi. Người đó cũng có lý. Hình bộ kiểm tra phát hiện ở chỗ Lưu Ngự Y có một nhau thai, chắc chắn có người đã sảy thai ở đó. Chuyện này có liên quan gì tới cái chết của ông ta không? Hoàng hậu Nương Nương đã ra lệnh cho hình bộ xử trảm tất cả những kẻ tạo phản. Hình bộ dường như cũng không truy cứu chuyện này nữa. Cái chết của Lưu Ngự Y coi như kết án bằng thuốc độc. Tiểu Mã, huynh làm gì ở đây vậy? Ta hả? Đến đây lấy thuốc cho Lỗ Công Công. Này, ở đây có ma đó. Ngươi còn dám ngủ ở đây sao? Trong hoàng cung, chỗ nào chả có người chết. Nếu sợ người đã chết, tôi đã không dám ngủ. Như vậy thì tôi sẽ mà chết mất. Có lý, có lý lắm. Nghe nói, người có hình bộ đến đây kiểm tra. Có phát hiện thứ gì không? Các quan gia của hình bộ chỉ làm cho có. Cuối cùng cũng không phát hiện ra được gì. Bèn quay trở về cả rồi. Không đúng. Nghe nói có phát hiện nhau thai phải không? Quynh hỏi cái này làm gì? Sao Quynh lại biết? Nhau thai là một thứ rất tốt, có thể bổ thận tráng dương. Tiểu Mã, Quynh quả nhiên biết nhìn hàng. Nhưng Lưu Ngự Y chết rồi, những người khác cũng không rảnh để xử lý việc này, nên đành dứt đi. Dứt đi à? Dứt đi thì tiếc quá. Ta thấy chi bằng Tiểu Tề à, đưa nó cho ta đi. Có thể, đương nhiên là có thể. Quynh chờ chút, tôi đi lấy ngay. Làm phiền công công rồi. Thank you.
你是孟福和太子的骨肉。Con à, con là cốt nhục của mạng phù và thái tử, đáng lẽ phải được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mẹ con không còn cách nào khác đành bỏ con đi, để con trở thành cô hồn vô chủ. Con có điều gì muốn nói với tiểu mã Thúc Thúc không? Tiểu mã Thúc Thúc đưa con đến đây để cúng tế cho con, nhưng hy vọng con có thể sớm đầu thai, chuyển kiếp làm người, không bị tổn thương vô cớ nữa. Con lên đường bình an nhé. Mạnh Phù, Nhi lão sư, theo tỷ, Nhi sư bá phu trung thái ảo đả đéo. Mùi hãy nói thật với tỷ, có phải mùi để bỏ đứa bé trong bụng không? Nhi sư bá phu trung thái ảo đả đéo. Mùi hãy nói thật với tỷ, có phải mùi để bỏ đứa bé trong bụng không? Nhi sư bá phu trung thái ảo đả hãy bù bù yao suan. Cha của nó đã bị coi là nghịch tặc. Mà giữ nó lại trên đời còn có ý nghĩa gì chứ? Ta yêu sự mất dạy. Nhi vì sự mất dạy. Vậy Lưu Ngự Y thì sao? Sao mùi phải hạ độc ông ấy? Ông ta thì có tội gì? Sao mùi phải làm như vậy? Mùi vì chính mình. Từ khi nào mùi trở nên ác độc nhẫn tâm như vậy? Sao mùi nở ra tay? Không làm gì mùi có thể sống sót sao? Đúng, chính mùi đã giết chết Lưu Ngự Y. Cả thái tử cũng bị mùi hạ độc đó. Vậy thì sao hả? Vậy thì sao? Tại sao? Không phải mùi thật lòng yêu thái tử sao? Không phải, mùi còn mang thai cốt nhục của ngài đó. Sao mùi có thể giết những người thân yêu nhất của mình? Mùi chưa bao giờ muốn có người mình yêu thương nhất. Người mùi cần là người có thể giúp đỡ mùi, cho mùi một chỗ dựa, để mùi không bị kẻ khác bắt nạt, chà đạp nữa. Mùi vốn nghĩ rằng ngài ấy là một người như vậy, nhưng quá ra ngài ấy lại không có chí tiến thủ. Ngài ấy đã muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ hoàng vị. Không phải ai cũng muốn cầu danh lợi, không phải ai cũng muốn có vinh hoa phú quý. Đúng, ngài ấy có thể không cần gì, nhưng mùi không thể không có gì hết. Tỷ biết không, ngài ấy muốn phát động binh biến. Sau khi sự thành, ngài ấy sẽ là hoàng thượng, mùi sau là hoàng hậu. Có nguy hiểm chăng nữa, mùi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà ngài ấy lại ngốc đến mức chỉ muốn quét sạch gian thần bên hoàng thượng, không cần hoàng diện. Mùi biết ngài ấy sẽ khiến mùi mất đi những thứ mùi muốn có, nên mùi bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mùi cũng không thể giết người. Ngài ấy chưa chết thì chuyện này sẽ không chấm dứt. Sự nhu nhược của ngài ấy cuối cùng sẽ trở thành nỗi bất hạnh của mùi. Tỷ tỷ, thật ra muội làm như vậy là bất đắc dĩ.
你是畜生！皇宫之内有谁不知道这是争夺你父王国的地方？如果我不杀他，trong hoàng cung, 那我会死得比他更悲惨。Có ai không biết đây là nơi tranh đấu? Đối phương chết thì mình sống. Chỉ cần có thể bảo mệnh, nếu mụ không giết ngài ấy, mụ sẽ chết còn thảm hơn. Chỉ cần giữ được mạng, mụ tình nguyện làm súc sinh. Mụ còn không bằng loại súc sinh. Ta không cần muội muội như cô. Tỷ tỷ, 既然你这么说的话，那我也不要像你这样满口仁义道德，却不顾亲情的姐姐。Tỷ đã nói như thế, vậy muội cũng không cần người mở mồm là nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại không niệm tình tỷ muội như tỷ.殿下，莫夫对你的所作所为真的是罪无可恕。太子殿下，những gì Mạnh Phàm đã làm với ngài, 他什么时候变得如此心狠手辣, là tội không thể tha thứ, 害死了一个又一个, tôi cũng không biết từ khi nào con bé trở nên độc ác và tàn nhẫn như vậy, hại chết hết người này đến người khác.Đến cốt nhục của mình, ta cũng không tha. Thái tử, tôi chỉ có một mùi mùi duy nhất. Tôi cho rằng, dù mùi ấy làm sai chuyện gì, tôi đều có thể tha thứ. Nhưng lần này, ta thật sự quá độc ác. Thái tử Điện Hạ, ngài bảo tôi phải làm thế nào?Ngài hãy bảo tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây. Mong phải Huy Ninh cô cô, Nhi lại là chi bài thái tử à? Mạnh Phạm, Từ sống mong phản đã sự Huy Ninh cô cô, thái cô cũng đến lễ bái thái tử à? Từ sau chuyện mưu phản, thái tử bị coi là kẻ có tội nghiệp chồng chất, tội ác tày trời. Nhưngcũng vẫn có người đau buồn vì điện hạ. Thái tử điện hạ thật sự rất đáng thương. Thái tử chẳng qua chính tốt cho hoàng thượng, nhưng lại chịu kết cục này. Cô tin ngài ấy mưu phản không? Thái tử điện hạ là một người tốt, nhưng người tốt luôn có kết cục không tốt. Phải, tôi vào cung đã lâu, tận mắt chứng kiến thái tử từ lúc còn quận cảm tới khi trưởng thành, không ngờ lại phải trân trân nhìn thái tử Y Đức và Dịnh Thái công chúa chết ngay trước mắt mình. Chuyện đã qua lâu rồi, lại phải chứng kiến thái tử gặp họa mà qua đời. Họ đều là người tốt, lại đều qua đời khi còn trẻ.Khiến kẻ đầu bạc như tôi phải tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng thượng nhất định là người đau buồn nhất. Hoàng thượng thực sự là rất thương ai thái tử. Đúng, hoàng thượng là người đau buồn nhất. Chỉ là hoàng hậu nương nương xem thái tử không phải là con trai của mình. Hoàng thượng thật ra rất sủng ái thái tử. Lý giải thái tử và hoàng thượng cảm tình. Chỉ vì hoàng hậu nương nương chê thái tử không phải con đẻ.Nên mới cố tình gây trở ngại, chia rẽ tình cảm của hoàng thượng và thái tử. Giờ thái tử qua đời, chắc chắn hoàng thượng sẽ đau buồn không thiết sống.
我们这些做宫女下人的，贱命一条，死不足惜。可是几位公主和太子，他们可都是千金之躯，chết cũng không tiếc。Nhưng các thái tử và công chúa đều là thiên kim, sao có thể chết mà không biết gì hết? 难道身在这皇宫之内，就难逃这可悲的命运？难道sống trong hoàng cung sẽ khó lòng thoát khỏi số mệnh bi kịch này sao? 慧宁姑姑，我相信一切自有天意。天意，天意为什么不能护佑好人？tôi tin tất cả đều là ý trời。天意一定会惩治恶人，ý trời恶有恶报，ý trời sẽ không thể phù hộ cho người tốt được sống。就是ý trời nhất định sẽ trừng phạt kẻ ác。你说的那个ác giả ác báo。但愿我khi bóng đêm biến mất sẽ là lúc ánh sáng lan tỏa。Lúc đó hy vọng tôi cũng thấy được, hoặc cô có thể giúp tôi thấy được ngày đó。Chú công công, An là công chúa mệnh tôi 前来通传，要你速去凤阳阁一聚。An là công chúa phái tôi đến thông báo, yêu cầu cô mau tới tập trung ở Phượng Dương Các. Nô bị khâu kiến công chúa điện hạ, nhìn lại là. Nô tỳ khâu kiến công chúa điện hạ, ngươi tới rồi à? Mau đẩy cho ta.你还记不记得？你还记得？以前你就是这样，对我当初情人。để xích đu cho ta。记得。nô tỳ vẫn nhớ。公主跟以前一样。公主现在像以前一样，笑得总是很开心，thoải mái。就跟以前一样。giống như hồi trước à。跟以前一样。giống như hồi trước。不一样。không giống。那个时候开心的。niềm vui khi đó。và bây giờ không giống nhau。现在我开心的是。hiện tại ta vui là gì sắp được thấy bộ dạng không vui của ngươi。快要看到你不开心的样子了。你出来吧。ngươi ra đi。Tiểu Phù, muốn đến đây làm gì? Mộng Phù, Mạnh Phù, ngươi hãy nói dứt khoát với tỷ tỷ của ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Mộ đã trở thành thị nữ cận kề của công chúa. Mạnh Phù, làm người quý ở sự chân thật. Ngươi hãy nói hết mọi chuyện ra đi. Công chúa đã mua chuộc muội. Công chúa muốn muội bán đứng thái tử.Quá ra bi kịch trong cung, tất cả đều do một tay cô tạo thành. Đúng, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ được. Ta sẽ làm việc này. Ta nói cho ngươi biết, tất cả những nỗi bất hạnh này đều do ngươi gây nên. Ban đầu nếu ngươi không lừa gạt ta.Giấu chuyện Phạm Lương đã chết, ta sẽ không mù mờ mọi chuyện ở bên võ sùng quấn, chấp nhận nhân nhượng để được an toàn, chịu nhiều đau khổ để có ngày hôm nay. Nô tỳ lo cho công chúa. Nếu công chúa biết Phạm Lương đã chết, công chúa còn muốn sống tiếp hay sao? Công chúa vẫn sống tiếp hay sao chứ? Nếu công chúa biết Phạm Lương đã chết,công chúa sẽ tự tử vì tình, theo Phạn Lương thôi. Nô tỳ lo cho công chúa nên mới nói dối. Nô tỳ lo cho công chúa nên mới nói dối. Người thấy ta sống vì một người không tồn tại, như thế là nghĩ cho ta sao? Thật ra chết không đáng sợ. Thực bị người mình tin tưởng lừa gạt tất cả,
Bị tội xin cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết. Chỉ trong cảm giác bị sự hay nản sâu. Nếu công chúa cho rằng những gì nô tỳ làm trước kia đều là sai, nô tỳ cầu xin công chúa hãy quay đầu lại. Nô tỳ cầu xin công chúa, xin người đừng phạm sai lầm thêm nữa. Bây giờ cầu xin ta tha thứ cho ngươi. Đã muộn rồi. Ngươi đau khổ không? Khó chịu không? Mạnh phù, ngươi hãy xem bộ dạng của tỷ tỷ ngươi bây giờ. Cô ta vừa đau khổ vừa khó chịu. Ngươi có biết trong lòng ta có cảm giác gì không? Công chúa, ngươi có đối xử với tôi thế nào cũng không sao. Chị xin công chúa hãy tha cho Mạnh Phù, ta sẽ không làm hại cô ta. Trái lại, ta sẽ đối xử tốt với Mạnh Phù, càng không lừa gạt cô ấy. Công chúa, xin người hãy tha cho Mạnh Phù. Tình cảm tỉ mụi các người quá thật sâu đậm. Đáng tiếc, cô ta không phải là ngươi. Tiểu Phù, mụi tỉnh táo lại đi, đừng để công chúa lợi dụng. Sau này, mỗi ngày ta đều muốn thấy ngươi đau khổ như hôm nay. Ngươi về đi. Mạnh Phù, tiễn khách. Công chúa, Tiểu Phù, mụ tỉnh lại đi. Tiểu Phù, anh nghe tỷ nói, mụ đừng để bị lợi dụng nữa. Mau đi đi. Mạnh Phù, điều ta muốn khen ngợi nhất ở ngươi là có thể dứt cả tình thân sang một bên. Đa tạ công chúa khen ngợi. Nếu như có ngày ta giành được hoàng vị, ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Nô tỳ đa tạ công chúa. Ông trời, xin người hãy chỉ cho Mạnh Phàm, rốt cuộc tôi phải làm thế nào? Quyền sinh sát là của thiên tử. Chẳng đã từng trở tay là giết cả vạn dân, lật tay là cứu được chúng sinh. Đây chính là đại quyền. Chỉ cần nắm được đại quyền, trẫm chính là thiên hạ. Trở tay có thể giết vạn người, lật tay có thể cứu chúng sinh. Chỉ cần nắm được đại quyền. Năm đó trẫm lập ra đại chu ở ngay đây. Hôm nay trẫm cũng muốn chấm dứt tại đây. Hôm đó mình đã làm sai. Lần này phải tự mình kết thúc mọi chuyện. Ta còn cho rằng nàng không còn muốn gặp ta nữa chứ. Thiếp không tán thành chuyện liên quan đến thái tử, cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay hẹn chàng tới đây không phải để bàn bạc chuyện thái tử. Vậy là chuyện gì?
Thế chỉ muốn hỏi rõ một chuyện. Chuyện gì? Nếu An Lạc công chúa làm hoàng thái nữ, thậm chí làm nữ hoàng đế, giang sơn đại đường sẽ ra sao? Dạng dân trong thiên hạ sẽ ra sao? Năm đó hoàng tổ mẫu dỗ việc trị quốc, coi trọng việc dùng nhân tài, biết dình người để trọng dụng. Những năm hoàng tổ mẫu đương vị, chính sách ổn định, bình lạc yên ổn, văn hóa hưng thịnh, phát triển nông nghiệp, mức thuế thấp, bách tính giàu có. Nếu An Lạc công chúa muốn so sánh với người, vốn đây là khác biệt trời vực. An Lạc công chúa cùng lắm chỉ bằng mẫu hậu cô ta, chỉ biết bài vẽ quyền thuật. Chàng từng nói hoàng hậu tâm thuật bất chính, luôn dẫn hóa hoàng vị, cuối cùng là muốn trở thành thánh thần hoàng đế thứ hai. Hoàng hậu tâm địa hẹp hòi, lạm dụng quyền lực. Nếu để hoàng hậu hoặc công chúa một trong hai người lên làm hoàng đế, sẽ là tai ương cho nước, cho dân. Quốc thố sẽ bị chia năm xẻ bảy, xã tắc lâm nguyên. Chàng sẽ ngăn bọn họ chứ? Nếu công chúa hoặc hoàng hậu nên làm hoàng đế, e rằng cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ được. Nếu bắt ta ngồi chờ chết thì ta thà liều chết một phen. Được, thiếp biết An Lạc công chúa muốn làm nữ hoàng đế, nhưng chỉ dựa vào sức của mình thiếp sẽ không cách nào cản được người. Thiếp có thể giúp chàng một tay. Một khi đã bước vào con đường không thể quay đầu lại, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, càng không được hối hận. Phải dũng cảm đi tiếp vì việc nghĩa mà không chùng bước, thậm chí còn phải làm một số việc mà mình không muốn. Nàng có thể làm được những điều này không? Có thể. Để bù đắp sai lầm trước kia của mình, thiếp tình nguyện làm mọi việc. Do nàng tự chọn đường, hy vọng nàng có thể suy nghĩ kỹ. Hoàng thượng, chàng vẫn đau buồn về chuyện của thái tử sao? Hãy đàn một khúc nhạc vui đi. Dân tấu nhạc vui. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thánh an. Sao thế? Có việc gì mà vội vã như vậy? Bẩm nương nương, khi nãy cung nữ đang dọn dẹp trương quần áo của nương nương, vừa mở ra thì thấy một đám mây ngũ sắc bay lên. Sao cơ? Mây ngũ sắc à? Hoàng thượng, là mây ngũ sắc đó. Hoàng thượng, là mây ngũ sắc. Hoàng hậu, mai đành bay ra, tủ trương quần áo của nàng có lẽ là dấu hiệu của điềm lành. Mây ngũ sắc. Hoàng thượng, thần thiếp không dám giành công, đây đều là nhờ hậu phúc của hoàng thượng. Người ta thường nói mây ngũ sắc sẽ chỉ rơi xuống nơi của người có đại công đại đức với chúng sinh trong thiên hạ. Hoàng thượng, chàng là thiên tử, thần thiếp tuy được nhận nhiều hoàng ân, nhưng không thể không phân biệt ngũ luân. Dù hoàng thượng khiêm tốn, không phân biệt tôi người và thần thiếp, nhưng ông trời sẽ không nhầm lẫn. Vậy có chỗ nào khác nhau? Đây là hồng phúc của nàng. Hoàng hậu, chẳng muốn thông báo chuyện này ra ngoài để toàn thể văn võ trong triều cùng chúc mừng nàng. Hoàng thượng, tấu nhạc. Hoàng thượng, mây ngũ sắc xuất hiện dự báo năm tới sẽ bội thu ngũ cốc, thiên hạ thái bình, quả thực là đại phúc cho xã tắc. Hoàng thượng,
Hoàng thượng là một minh quân, cần chính yêu dân, tạo phúc cho chúng sinh. Đây là phần thưởng của ông trời dành cho hoàng thượng. Làm việc tốt sẽ hưởng phúc, làm việc xấu sẽ gặp tai ương. Hôm nay trời đã ban cho ta may ngũ sắc, trọng đức định, đại xá cho thiên hạ, ơn trạch vạn dân, để tạ thiên ân. Đại đường có chuyện trọng đại như thế này, bách quan ngồi đây cũng có công lao không ít. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ rằng nên có thưởng. Hoàng hậu có đề nghị gì? Hoàng thượng, thần thiếp là nữ quyến của hoàng thượng, hy vọng có thể cùng hưởng vinh lạc với nữ quyến của bách quan. Chi bằng hoàng thượng hãy phong thưởng tước hiệu cho mẫu thân và thê tử của bách quan. Ý hoàng thượng thế nào? Chuẩn tấu. Chuẩn tấu. Thanh Ninh cung xuất hiện may ngũ sắc, chắc chắn là do hoàng hậu nương nương đức hạnh đoan trang, hiền hậu khoan dung, thật không hổ là quốc mẫu. Phải phải. Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Tạ ơn nương nương. Hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho đại triều tăng, bách tính được hưởng lạc vĩnh viễn. Hoàng thượng, trước khi cao tổ đăng ngôi, thiên hạ thường hát Tấn Dương phá trận lạc. Trước khi cao tông đăng ngôi, thiên hạ thường hát Trắc Đường Đường. Trước khi thái thượng hoàng hiện giờ đăng ngôi, thiên hạ thường hát Võ Mị Nương. Giờ trước khi hoàng thượng đăng ngôi, thiên hạ lại hát Anh Dương Thạch Châu. Giờ hoàng hậu nhân đức quá độ, thu phục nhân tâm, được biết già diệp trí trung trong sử sách, đã viết nên 12 đoạn của khúc Tăng Kiều. Thần xin thỉnh cầu hoàng thượng truyền bá những bài hát này đưa vào nhạc phủ. Xuyên sư nội ngoại, tiến vào乐府. Hoàng thượng, những bài hát này được ca tụng hoàng đế các đời, nhưng hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, làm như vậy có hơi không sao. Trẫm và hoàng hậu trước giờ không có sự phân biệt, ca tụng hoàng hậu cũng như ca tụng trẫm, mau lưu truyền điều ca khắp nơi, truyền bá nhân đức của hoàng hậu trong khắp thiên hạ, khiến bách tính khắp nước biết quốc mẫu của họ được trời cao ca tụng. Thần xin lĩnh chỉ. Hoàng thượng, thiên giang祥云, trời giáng mây lành xuống, đây là kỳ duyên thiên cổ. Hoàng thượng, thần thiếp có ý này, hãy nhờ họa sư vẽ lại cảnh tượng hiếm có này treo An Lạc Tự, để mọi người trong cung đều có thể chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy này, cũng là để lưu truyền cho hậu thế. Hoàng hậu nói rất phải, cứ làm như thế đi. Chiêu này của mẫu hậu quả thực khiến nhi thần mở rộng tầm mắt, không ngờ mẫu hậu có thể mượn ý trời, quả là diệu kế. Nếu nhi thần thông minh tài trí bằng một nửa mẫu hậu đã tốt rồi. Trước mắt đám mây ngũ sắc này đã bao quanh ta, những khúc hát ca tụng ta cũng đã lưu truyền vạn dặm. Tới ngày ta đăng cơ, kẻ nào còn dám nói ta danh chính mà ngôn không thuận? Nào, để nhi thần chúc mẫu hậu nắm được cả trời lẫn người, sớm giành được đại cuộc, gây dựng cơ nghiệp thiên thu vạn thế. Còn cả ngốc, mẫu hậu con đã nhiều tuổi rồi, còn có thể làm hoàng đế bao lâu nữa? Bốn chữ thiên thu vạn thế này là để con tiếp tục kế thừa hoàng vị. Mẫu hậu có nghĩ rằng sau khi xuất hiện mấy ngũ sắc, liệu có kẻ nào ngăn nhi thần làm hoàng thái nữ không? Khi đó mẫu hậu đã là hoàng đế, kẻ nào còn dám phản đối, ta sẽ cho hắn rơi đầu. Nhưng chuyện thái mai đã gây xôn xao, bọn chúng nói con là điềm hung, có kẻ còn nói con là người gây họa. Nói hồn ma thái mai đã tái sinh trong An Lạc Tự, liên tiếp dựng chuyện ma quỷ. E rằng có ngày mẫu hậu lên làm hoàng đế, cũng sẽ có người mượn chuyện này để phá đám, ngăn mẫu hậu sắp phong nhi thần. Con gái à, mẫu hậu đã nghĩ hộ con cái này rồi, nên mẫu hậu đã bảo hoàng thượng sai người vẽ lại mây ngũ sắc, sau đó đem bức tranh này treo ở An Lạc Tự.
Như thế, thứ nhất, mượn nhuệ khí của Mai Ngũ Sắc có thể tránh tà. Thứ hai, có thể tránh được đàm tế. Khi đó kẻ nào dám nói tới con không xứng đáng làm hoàng thái nữ. Mẫu hậu suy nghĩ thật chu toàn, như thần có thể đạt được ước nguyện đều nhờ mẫu hậu tác thành. Còn gái ngốc, tất cả những điều mẫu hậu làm đều là vì con, đều là để giúp con cả đời không phải lo nghĩ. Lần này con đã hiểu rõ tấm lòng của mẫu hậu rồi. Như thần hiểu rồi. Tuy nhiên hiện giờ kẻ cản trở chúng ta vẫn còn có cô và bác Hoàng Thúc.